Chào tất cả quý vị, quý bà con và các nhà đầu tư ạ. Em là cộng tác viên của người Tây Nguyên nhé. Hôm nay em đang có mặt ở huyện Chư Sê để giới thiệu đến quý vị, quý bà con cái lô đất mà mặt tiền con đường nhựa. Lô đất này của chúng ta thì từ đây mà đi về đến trung tâm thị trấn huyện Chư Sê thì khoảng 7 cây số nha bà con. Và đi ra đến trung tâm xã, ủy ban nhân dân, trường học cấp 1, cấp 2 thì bán kính là chỉ khoảng 1 cây đến 1 cây rưỡi số nhá. Cái lô đất mà hôm nay em giới thiệu đến bà con đây thì nó có chiều ngang mặt tiền đường là 24m, chiều sâu vào là 35m ạ. Thực tế sử dụng của cái lô đất này là 41m ạ. Con đường này là đang là chuẩn bị làm, tức là bây giờ đang là đường nhựa rồi ạ. Và nhân dân thì đã đóng tiền và nới rộng cái con đường này ra. Con đường này, tên con đường này là đường Quang Trung. Và chúng ta đi thẳng ra theo cái chiều núi này thì chúng ta đi ra đến đường Hùng Vương nhá. Đấy, con đường này là tên đường Quang Trung ạ. Trừ nộ giới đi, tức là lô đất này của chúng ta trên bìa thì là chiều dài của lô đất là 41m, trừ nộ giờ đang là đường 6m rồi. Và trừ thêm đi 6m nộ giới nữa là chỉ còn có lô đất của chúng ta còn có 35m thôi. Chiều ngang mặt tiền đường là 24m, chiều sâu vào là 35m. Trên đất thì hiện tại gia chủ đang là canh tác, là trồng có cả cà phê này, sầu riêng này, nhãn này và một số loại cây ăn trái khác. Giá mong muốn của chủ cho cái lô đất này là 28 triệu cho 1 mét ngang ạ. Với cái giá mà gia chủ là cũng mong muốn như vậy thì mới đủ tiền để mà giả ngân hàng. Thì mong muốn bán với cái giá là 28 triệu một mét ngang. Tổng số mét ngang là 24 mét. Ở đây thì cái khu dân cư ở đây thì cực kỳ là tuyệt vời, rất là đông ạ. Đấy, chúng ta đi thẳng ra núi này, chúng ta đi ra đến ủy ban nhân dân xã, trường học cấp 1, cấp 2, chợ, trạm y tế thì bán kính từ 1 đến 1,5 cây số nhá. Đấy, rất là gần. Nhất là chúng ta đi ra đến chợ, đi thẳng đây rất là gần, chỉ khoảng 1 cây số thôi, rất là gần ạ. Đấy, con đường này là đường, tên đường là đường Quang Trung nhá. Đấy, và cái con đường này là sắp tới là mở rộng mở to hẳn ra nhá, cho nên là em nói là cứ thông báo với bà con là bảo là cứ nói vậy nhưng mà nhà nước biết bao giờ mới làm, nhưng con đường này là sắp tới là sẽ làm nhá. Cái chất đất này là đất đỏ ba gian nhá. Ở đây thì với cái chiều ngang là 24m, chúng ta cũng có thể mua rồi chúng ta có thể phân ra được làm hai nô nhá, là mỗi nô 12m ạ. Từ cái lô đất này mà chúng ta đi về đến thành phố Pleiku á là khoảng 35 đến 37 cây số nhá, 35 đến 37 cây ạ. Chúng ta có một ít cà phê trên đất thì chúng ta có mấy chục cây cà phê đây rất là tốt. Đấy, có một số ít cây nhãn, sầu riêng đây ạ, và cà phê. Ranh giới của chúng ta thì nó rất là rõ ràng. Đấy, bìa là bìa riêng nhé, bìa là một bìa là 24m. Chúng ta bìa là sổ hồng đang hiện tại đang ở nhà và chúng ta có thể công chứng luôn trong ngày được ạ. Chúng ta công chứng luôn trong vòng 1 đến 2 tiếng đồng hồ là xong nhé. Đấy, sổ hồng riêng, sổ hồng chính chủ ạ. Bà con quan tâm đến cái sản phẩm này á thì điện thoại cho người Tây Nguyên nhá. Người Tây Nguyên sẽ hướng dẫn chi tiết cụ thể tới bà con. Và em sẽ quay flycam là trên cao gửi đến bà con toàn bộ cái khu vực dân cư cũng như là toàn bộ cái lô đất này gửi đến bà con thì bà con tham khảo nhá.
Bà con hãy điện thoại cho người Tây Nguyên và cho kênh xin một like và một đăng ký kênh. Em xin kết thúc video tại đây nhé. Thân ái chào tạm biệt tất cả bà con ạ.